xin chào xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị hiên không biết là bây giờ thì chúng mình đã có mặt ở đây cùng với chị hiên chưa nhưng mà ngày nào chị hiên cũng sắp xếp thời gian phát vào lúc muộn thế này nhở <laughs> rồi xin chào xin chào tất cả các bạn các bạn ơi giống như cái tiêu đề mà chị hiên đã để ở đây thì chắc hẳn các bạn đã biết được Nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi là gì rồi, đúng không ạ? Các em đều biết là trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia của chúng ta sẽ có một câu chiếm 2 điểm và đó chính là câu nghị luận xã hội, đúng không ạ? À, đây lại bất thường rồi chị ơi à <laughs> Có gì đâu Thì bây giờ như chị đã nói rồi là Là cứ có thời gian là mình phát thôi và bạn nào xem được thì chị nghĩ là cũng là một cái điều khá là may mắn với các em đúng không? Rồi chúng mình ơi, chúng mình đã có mặt ở đây chưa ạ? À chúng ta đều biết rằng là trong đề thi trung học phổ thông quốc gia của chúng mình thì sẽ có một câu đó chính là câu 1 của phần làm văn, câu nghị luận xã hội. Và các em đều biết rằng đây là câu chiếm 2 điểm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, đúng không ạ? Ở đây có bạn nào mong muốn nhận được 2 điểm không ạ? À. <laughs> Rồi các bạn ơi, nào có bạn nào mong muốn là mình sẽ đạt được 2 trên 2 không ạ? Thả tim hộ chị cái xem nào. Được không ạ? Các bạn ơi, nào. Câu nghị luận xã hội câu này sẽ chiếm 2 điểm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Và các bạn ơi, trong buổi ngày hôm nay thì bằng một cái lượng thời gian không dài đâu. Yên tâm nhá. Yên tâm chị sẽ nói rất ngắn gọn thôi. Nhưng mà chị mong rằng là những cái sự ngắn gọn mà chị trao đổi cùng với các em ở trong giai đoạn này thì các bạn có thể dễ tiếp thu nhất. Ok chưa ạ? À? Và mục đích bây giờ không phải là đi tỉ mỉ từng phần kiến thức mà là những cái chúng ta có thể chuẩn bị để bước vào kỳ thi cực kỳ quan trọng được không nào sắp tới. Ok không? Nhất trí không? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với nội dung của buổi trao đổi ngắn nhưng sẽ cực kỳ hiệu quả ngày hôm nay các bạn nhé. Trước tiên, đối với câu nghị luận xã hội 2 điểm thì chắc hẳn các bạn sẽ xác định được về mặt hình thức đúng không ạ? Và các em đều biết rằng là À, hình thức của chúng mình sẽ là một đoạn văn khoảng 200 chữ. Tức là các em có thể viết rơi vào khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi. Đừng viết lố. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng trong ba em điểm của Bộ Giáo dục thì chúng mình sẽ có 0,25 điểm cho hình thức trình bày của các bạn. Vậy nên nếu như các bạn viết quá lố tới tận mặt rưỡi đi thì đương nhiên các em không mất điểm Chỉ là các bạn không có điểm thôi Chứ không phải là mất điểm Chúng mình nhá Vậy nên chú ý giúp chị trước tiên là hình thức Cái này cần phải đảm bảo Thế thì các bạn mới hỏi chị là Thời gian bao nhiêu là hợp lý đây hả chị Rồi chúng mình sẽ viết trong khoảng 20 phút Đối với bài nghị luận xã hội các em nhá Cũng đừng viết lố thời gian tại vì nếu như các bạn viết lố thời gian thì các em sẽ không có thời gian để viết câu nghị luận văn học đâu và cũng đồng nghĩa với việc là gì ạ có thể các bạn vẫn sẽ viết được câu gì ạ các bạn vẫn sẽ viết được câu nghị luận văn học nhưng lại bị rơi vào một cái trường hợp đó chính là đầu voi đuôi chuột chúng mình ạ chú ý nhá không đủ thì phải rèn còn nếu không thì cứ viết thả ra theo ý các em mong muốn thôi còn chị tin rằng là cái điều mà các bạn gặp phải kiểu gì các em cũng sẽ viết câu nghị luận văn học theo kiểu đầu voi đuôi chuột đảm bảo luôn. Được không ạ? À? Cân bằng thời gian, đây là một lời khuyên cực kỳ chân thành đến từ chị nhá. Liệu cơm gắp mắm thôi nhá. Ok chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ có đây là về mặt hình thức này. Còn về mặt nội dung. Đương nhiên là chúng mình sẽ dựa vào đề bài. Thế nhưng các em đều biết là câu nghị luận xã hội của chúng mình ở thời điểm hiện tại về cái cách người ta cho đề. Các em biết rồi đúng không? Cách người ta cho đề đó chính là người ta sẽ yêu cầu các bạn nêu cái suy nghĩ của các em về một khía cạnh của vấn đề. Nhớ nha. Không phải là trình bày tất cả về vấn đề đâu ạ, mà chỉ là về một khía cạnh của vấn đề thôi. Nhớ chưa nào? Vậy nên là các em đừng có lan man ví dụ người ta hỏi về vai trò, về ý nghĩa, về sức mạnh, về sự cần thiết, về tầm quan trọng vân vân. Thế thì các em chỉ trọng tâm nói về cái này thôi chứ. Có nhiều bạn lại còn đi nêu biểu hiện ra để làm chi? Trong khi người ta có hiểu về cái đấy đâu. Đúng không ạ? À? Trong khi người ta đâu có hỏi về cái đấy đâu, người ta hỏi về cái gì mình trả lời cái đấy chứ. Thế thì bây giờ các bạn mới hỏi chị rằng là thế chị ơi chị bây giờ có có gì ạ? Bây chị ơi thế thì bây giờ đối với cái câu nghị luận văn học này thì chúng ta cần phải thiết lập theo những ý nào vậy chị? Bây giờ các bạn nhớ giúp chị nhá, cái cấu trúc này sẽ là một cái cấu trúc rất là quan trọng này. Và các bạn đã thực sự tập trung ở đây để chúng ta cùng nhắc nhớ lại về cấu trúc của bài nghị luận xã hội chưa? Nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thả tim cho chị biết để chị nhận được tín hiệu từ các bạn là các em đã đang rất thực sự tập trung để một lần nữa tiếp nhận lại về cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội. Một trong những cái cấu trúc có thể giúp cho các bạn đạt được 1,75 trên 2 điểm hoặc thậm chí là 2 trên 2 điểm. Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Ok chưa? Các bạn đã tập trung chưa? Hãy nhớ nha, ở trong bài nghị luận xã hội của chúng mình cái gì là quan trọng nhất? đương nhiên sẽ phải là quan điểm của các bạn về vấn đề chứ viết văn nghị luận mà xã hội mà không có quan điểm thì vứt nhá viết nghị luận xã hội mà không có quan điểm rõ ràng thì vứt và đương nhiên quan điểm phải đúng đắn và nhất quán Đây là điều đương nhiên rồi đừng bao giờ viết văn nghị luận xã hội mà không có quan điểm cái gì cũng gật cái gì cũng ở đúng đằng này sai đằng này được không ạ chú ý giúp chị quan điểm là phải đúng đắn và nhất quán Bên cạnh đấy sẽ cần phải có gì nữa nào? À, bên cạnh đó sẽ còn cần phải gì ạ? Lập luận thì phải chặt chẽ và thuyết phục. Ok không nào? Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ cần phải có dẫn chứng cho bài viết phần này các bạn thiếu rất nhiều nhá. Đặc biệt là khi mà đến với những cái phần bài viết của các em ấy thì chị nhận ra là các bạn bị thiếu rất nhiều ở trong phần dẫn chứng đa số các bạn chỉ thường nhắc đến dẫn chứng nhưng lại không gì ạ à lại không biết phân tích cái dẫn chứng đó để chúng ta có thể đưa ra được một cái quan điểm thuyết phục đâu và điều đấy là một cái điều khá là đáng buồn được không ạ đã nhắc đến dẫn chứng rồi mà lại còn không bàn luận được để người ta thấy được cái sự thuyết phục của vấn đề được không ạ thế thì tiếc lắm đã nhắc đến đấy rồi tiếc lắm gọi là chỉ đặt để cái đó ra thôi Ok chưa nào? Rồi bên cạnh đấy thì chúng ta còn cần phải có một cái phần đó là gì ạ? Thông điệp Đó là thông điệp gửi đến chính bạn Và một cái thông điệp truyền cảm hứng gửi đến mọi người Được không nào? Thế thì các em có thể thấy rằng là ở thời điểm hiện tại nhá Thì có khá là nhiều những cái dạng đề Và chủ yếu những cái dạng đề ở thời điểm hiện tại Đều liên quan tới lối sống đẹp liên quan tới những cái tư tưởng đạo lý, liên quan tới những cái phẩm chất của người trẻ để có thể thành công hơn trong cuộc sống, đúng không ạ? Thế thì các em thấy rằng là những năm gần đây là đề đều vào những cái dạng kiểu như vậy. Thế thì ở đây các bạn cũng có thể chủ động là các em xây dựng những cái phần mở đoạn chung có thể sử dụng nếu trong trường hợp mình bí hoặc là mình có thể xây dựng những cái kết đoạn chung để mình có thể sử dụng trong những cái lúc mình bí, nhưng mà đương nhiên chị thì chị cho rằng là chỉ trừ khi mình không có gì ạ à, mình không có cái gì để viết thì mình mới dùng những cái chung đó thôi còn nếu như các bạn tư duy được và chủ động phát triển được những cái cách mở đoạn và kết đoạn riêng biệt thì bài của các em sẽ trở nên độc đáo hơn rất nhiều Hãy nhớ nhá, tôi đang cần viết một bài nghị luận xã hội hay nói cách khác, đây là một bài viết bày tỏ quan điểm của chúng ta về một khía cạnh của vấn đề. Chính vì vậy sẽ cần phải đòi hỏi quan điểm đúng đắn và nhất quán, lập luận phải chặt chẽ và thuyết phục, phải có dẫn chứng và đưa ra được thông điệp gửi gắm đến chính bản thân mình và gửi gắm đến cả mọi người nữa. Thì đấy là những cái điều mà các bạn sẽ cần phải chú ý giúp cho chị. Ok chưa ạ? các bạn đang hỏi chị rất nhiều về những cái phần mở bài chung đúng không ạ các bạn đang hỏi chị rất nhiều về những cái phần mở bài chung thật ra ấy nếu như đề bài mà vào tư tưởng đạo lý thì chúng mình sẽ dễ hơn chẳng hạn các bạn có thể thử sử dụng sử dụng một số những cái mở đoạn chứ không phải mở bài nhưng mà trước tiên thì chị em mình cùng nhau thiết lập lại về cái bố cục đã nhé thiết lập về bố cục đã các em cứ hết sức bình tĩnh đi đâu mà vội đây ạ, à, chúng mình sẽ có nhá Trước tiên là chúng mình sẽ cùng thiết lập về cái bố cục đã Cái này rất quan trọng để chúng ta biết được chúng ta cần phải viết cái gì đây à, Chị nghĩ năm nay đề giống 2018 không? Chị em sợ giống 2018 quá Thu Hà ơi, em phải hiểu rằng là cái đề thi chính thức của chúng ta ấy Sẽ phải bám sát cái cấu trúc của đề thi minh họa Bản chất là năm 2018 đề thi minh họa đã ra vào dạng đề so sánh rồi. Vậy nên đó cũng là một cái sự định hướng cho học sinh về cái dạng đề so sánh liên hệ rồi. Còn năm nay em thấy đề thi minh họa của chúng mình vẫn đơn thuần là phân tích một trích đoạn, sau đó giải quyết một yêu cầu nâng cao mà. Chính vì vậy mà em em đừng lo lắng quá bởi vì bộ vẫn sẽ đảm bảo cái cấu trúc đề thi văn giống như đề thi minh họa thôi, em nhé được không nào nên là em đừng lo lắng cái việc đấy điều quan trọng là bây giờ em cứ ôn theo chuẩn cấu trúc của đề thi minh họa đi em nha được không ạ à? rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ có trước tiên là phần mở đoạn đoạn văn thì phải có mở đoạn thân đoạn và kết đoạn chứ các bạn đều biết cái này mà đúng không ạ à? mở đoạn thân đoạn và kết đoạn để xem là chúng ta sẽ cần phải viết cái gì nhá ok chưa rồi thế thì ở đây các bạn sẽ để ý giúp cho chị này à các bạn sẽ để ý giúp cho chị đó là phần mở đoạn thì chúng ta cần phải nêu được vấn đề nhưng mà đương nhiên các bạn cũng biết được rằng là cái vấn đề này thì chúng ta sẽ dựa vào đề bài nhớ nhá xác định được từ khóa chính xác ở trong đề bài để đưa được vào trong cái phần này giúp chị hiên ok chưa ạ à? được không nào hãy nhớ giúp chị điều đấy thật ra thì cũng sẽ có một số những cái cách để các bạn có thể dùng trong trường hợp các bạn quá bí thôi ví dụ như là gì ạ à được không nào à, trong hành trình trong hành trình gì ạ trong hành trình trưởng thành bản thân mỗi chúng ta đúng không ạ đang không ngừng tích lũy những bài học quý giá và kiểu như thế là một trong số những bài học như thế ví dụ vậy được không ạ à? kiểu kiểu như thế hay là có thể dùng cái cấu trúc chẳng hạn giống như là gì ạ có bao giờ bạn tự hỏi điều gì làm nên thành công hay là điều gì sẽ dẫn lỗi chúng ta Tới hành trình Của hạnh phúc Hay điều gì sẽ giúp chúng ta chạm tay vào hạnh phúc Đấy, kiểu kiểu như vậy Tức là cái này sẽ tùy thuộc vào vấn đề nhá Được không ạ? À? Sau đó thì À, đối với tôi Đối với riêng tôi Thì cái gì đó được không ạ à? là một trong những yếu tố đúng không sẽ giúp chúng ta sẽ giúp ta làm được điều đó kiểu kiểu vậy được không ạ à? thì nói chung là có nhiều cách lắm đây là một cái cách gọi là gì ạ à đây là một cái cách mà chị nghĩ rằng là đôi khi mình bí quá thì mình dùng thôi nhá còn bản thân các bạn thì chúng ta có thể đi từ rất nhiều những cái ý tưởng khác nhau với phần mở đoạn chẳng hạn ví dụ như đi từ một cái trích dẫn ngắn gọn đúng không ạ đi từ một cái hình ảnh biểu tượng đúng không à, đi từ một cái trải nghiệm cá nhân đi từ câu hỏi đi từ con số vân vân đó có rất nhiều ý tưởng chúng ta có thể xây dựng mà không ạ? À. Vậy nên là các em ơi, cái điều quan trọng bây giờ là các bạn phải chủ động gọi là gì ạ, à, dựa vào những cái định hướng của chị ở đây để chúng mình ôn tập lại. Và khi mà chúng ta gặp đề bài như thế nào thì chúng ta sẽ chủ động tìm những cái phương án để viết phù hợp thôi. Ok chưa ạ? À? Được không nào? Rồi nhá. Tiếp theo là đến với phần thân đoạn. Thì ở trong phần thân đoạn này các bạn sẽ chú ý giúp chị chúng ta sẽ cần đảm bảo những ý như sau. Thứ nhất, đó là giải thích cái này chúng ta sẽ dựa vào từ khóa xuất hiện trong đề bài nhưng hãy nhớ này cái này càng cần phải làm cực kỳ ngắn gọn các em nhé được không ạ à? tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành phân tích bàn luận phần này rất quan trọng bởi vì đây chính là cái phần lập luận để đưa ra quan điểm và bảo vệ cho quan điểm mà bạn đưa ra Ok chưa ạ? Phân tích bàn luận nhá Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành chứng minh Thì chứng minh ở đây sẽ đi kèm với cả dẫn chứng các em nhá Được không ạ? À? Và cuối cùng chúng ta sẽ có thể liên hệ bản thân Thật ra thì cũng sẽ có nhiều bạn viết thêm cái thao tác phản đề hoặc là mở rộng vấn đề Nhưng hãy nhớ này Bao giờ cũng là như vậy Các em nhìn thấy nhá Trong đáp án đáp án đề thi môn văn đối với câu nghị luận xã hội thì bao giờ các bạn cũng sẽ để ý đó chính là ở trong đáp án sẽ đưa ra cho chúng ta đó là thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ ý là cái này chúng ta có thể làm theo nhiều cách khác nhau các bạn hiểu ý chị không ạ chúng ta có thể làm theo nhiều cách khác nhau và bản chất là gì là chúng ta làm sao để đưa ra được một cái quan điểm thống nhất nhất quán và thuyết phục như vậy là ok rồi được chưa nhá như vậy là ok rồi nên là các em sẽ chú ý giúp cho chị là các bạn đừng bị quá áp lực rằng là trong phần bài viết của tôi tôi phải viết được đầy đủ tất cả những cái ý đương nhiên sẽ có những cái ý cần thiết giải thích là cần thiết phân tích bàn luận là cần thiết chứng minh là cần thiết liên hệ bản thân là cần thiết nhưng có những trường hợp phản đề và mở rộng vấn đề là không hẳn đã cần thiết được không ạ à? ok chưa nào các bạn có hiểu những gì chị vừa trao đổi không ạ à? nếu hiểu các bạn có thể thả tim thả like để chị hiên biết nhé được chưa ạ à? ok chưa ạ à? sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành kết đoạn đó là chúng ta sẽ gửi gắm một cái thông điệp đến với mọi người ok không thông điệp đến với mọi người chúc cho những bạn nào vẫn còn đang có mặt ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì sẽ đạt tám cộng văn chín cộng văn nhá <laughs> bởi vì là chính sự chăm chỉ của các em sẽ làm nên thành công của chính các em mà vậy nên là chị nghĩ rằng là đây sẽ là một cái nói chung là từ trước đến giờ thì cũng có một cái điều vẫn hay trêu nhau đấy là vía của học văn chị hiên cũng may mắn lắm cũng tốt lắm kiểu kiểu thế đấy là lý do vì sao mà các bạn ý toàn vào xin vía và yêu cầu chị chốt điểm cho các bạn ý thôi chị biết đương nhiên đó là một cái điều vui vui thôi nhưng mà đôi khi chúng ta có những cái nguồn năng lượng tích cực phải không ạ à? thì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ được đón nhận những cái điều tích cực trong cuộc sống Đúng không ạ? Trời ơi, đấy vừa nói xong rồi đây này Lại bắt đầu trộm vía xin vía các kiểu rồi đây này Rồi ạ à. Ok, chốt cho mỗi đứa một điểm 8 cộng văn nhá Chốt cho mỗi đứa một điểm 9 cộng văn để yên tâm nhá rồi <laughs> Các bạn ơi thì đây sẽ là về cái phần chúng ta sẽ để ý nhá Ok chưa ạ? Được không? Được không? Đây sẽ là cái cấu trúc mà các bạn sẽ triển khai nhá Thế thì bây giờ chị thử lấy một cái đề bài để bám sát theo đúng cái cấu trúc mà chị vừa đưa ra ở phía trên nhá ví dụ như chúng ta có một cái đề bài mà bám sát cái cấu trúc mà chị vừa đưa ra ở phía trên thế thì chúng mình sẽ làm như thế nào với cái đề bài này đây được chưa ạ à? ok ạ à, rất cảm ơn các em rất cảm ơn các em rồi ạ à, đây nhá Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Được chưa? Yêu cầu về mặt hình thức đoạn văn 200 chữ, tương đương 2 phần 3 mặt giấy thi. Gì đây ạ? À? Liên hệ bản thân và mọi người ở kết đoạn hả chị? Ừ, thật ra thì chị vẫn thường viết... À, thật ra ấy, là chị vẫn thường viết cái phần à, liên hệ bản thân ở trên thân đoạn. Nhưng mà đương nhiên các bạn cũng biết được rằng là cái cấu trúc của chúng mình đối với hình thức đoạn văn thì chỉ có câu đầu tiên là chúng mình sẽ lùi vào đầu dòng thôi mà. Đúng không ạ? À câu đầu chỉ có duy nhất câu đầu tiên là chúng mình lùi vào đầu dòng thôi các em nhá. Được chưa nào? Sau đấy thì chúng mình sẽ viết trên một cái đoạn văn thống nhất mà nhá. Yêu cầu về mặt nội dung này, sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Và quan điểm của chúng tôi đưa quan điểm của tôi đưa ra ở đây đó là à tình người mang sức mạnh lớn lao trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Thế thì chị mới nói với các em rằng là bản chất của vấn đề ở đây đâu phải là chúng ta nêu ra quan điểm là nói rằng tôi đồng ý hay tôi không đồng ý đâu. Mà cái cách tôi đưa ra quan điểm ở đây là gì nhỉ các bạn nhỉ? Cách tôi đưa ra quan điểm ở đây đó chính là tôi thể hiện nó bằng một cái câu khẳng định đúng không? tôi thể hiện nó bằng một cái câu khẳng định thế thì các em có thể thấy ở đây nhá mình thiết lập bố cục này đấy mở đoạn tình người mang chúng ta phải nhắc được đến cái từ khóa này nhá hoặc là phải nhắc được đến sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách nhá hoặc là gì ạ hoặc là hoặc là chúng ta sẽ phải nêu được tình người mang sức mạnh lớn lao trong hoàn cảnh khó khăn thử thách nhá được chưa ạ cách nào cũng được cách nào cũng được nhưng phải nhắc được đến cái từ khóa đó giúp cho chị ok chưa sau đó chúng ta sẽ giải thích tình người là gì phân tích bàn luận chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình về vấn đề giống như kiểu là mình thấy là tình người có mang ý nghĩa lớn lao thật không kiểu vậy tại sao lại như vậy thì đây chính là cái phần lập luận để bảo vệ cho cái quan điểm mà chúng ta vừa đưa ra đấy đúng không sau đó chứng minh dẫn chứng là gì phản đề nhìn từ góc độ khác vấn đề đó là như thế nào phản đề mở rộng vấn đề đấy ạ sau đó liên hệ bản thân bài học thông điệp ấy tác động đến bạn như thế nào và kết đoạn là từ cái bài học bạn rút ra được thì bây giờ bạn muốn gửi gắm thông điệp gì đến với mọi người thế thì ví dụ ở đây nhá trước tiên mở đoạn này chị có một cái ý tưởng được triển khai đó chính là gì ạ đó chính là giữa bóng đêm của sông tố trái tim nhân hậu sẽ tỏa sáng như những vì sao. Câu nói đó khiến tôi nghĩ về sức mạnh lớn lao của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Thế thì ở đây chính là cái ý tưởng đi từ gì đấy? Chính là cái ý tưởng đi từ nhận định chúng mình nhá. Đây chính là ý tưởng đi từ nhận định các em nhá. Và các em hoàn toàn có thể áp dụng cái công thức này. Đấy là chúng ta lựa chọn một cái nhận định phù hợp. Ví dụ đề bài về nghịch cảnh nghịch cảnh không phải tảng đá cản lối bước chân bạn nghịch cảnh là thềm đá nâng bước bạn cao hơn trích dẫn ấy đã nhắc nhớ tôi về ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống của mỗi con người ví dụ vậy hay là ví dụ chúng ta có một cái đề khác chúng ta chọn điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với cuộc sống của bạn mà là cách bạn nhìn vào biến cố đó à trích dẫn ấy đã nhắc nhở tôi về vai trò của à, góc nhìn lạc quan trong cuộc sống của mỗi người ví dụ thế các em hiểu ý chị không ạ đấy Công thức ở đây là nhận định phù hợp. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta phải đề cập tới cái nhận định mà nó đề cập đến cái nội dung chúng ta chuẩn bị trình bày luôn. Hoặc và cũng cần phải để ý là cái nhận định này là nhận định chúng ta phải tiết chế về dung lượng. Không thể nào mà cái phần mở đoạn lại viết tận 5 dòng được. Thế xong nhận định đấy chiếm tận 4 dòng được, quá dài. Nhá, nên là các bạn cũng sẽ phải chú ý giúp cho chị điều đấy. Được chưa? Sau đấy bắt đầu câu nói ấy hay trích dẫn ấy, danh ngôn ấy đã nhắc nhớ tôi hay khiến tôi nghĩ về vấn đề cần nghị luận. Thì cái này sẽ được rút ra từ đề bài chúng mình nhá. Các bạn đều biết cái này rồi đúng không ạ? À hãy nhớ là chủ động chia sẻ về để ngày mai có xem lại thì xem lại nhá. Tránh trường hợp bị ẩn đi nhá. Đó lời khuyên cho chúng mình đấy đến lúc tìm lại khó. Ok chưa ạ? rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ có này sau phần mở đoạn sẽ đến thân đoạn mình sẽ tiến hành giải thích giải thích ở đây thì không khó đâu nhưng mà đương nhiên là các bạn cũng cần phải có cái sự hiểu biết về vấn đề đấy đúng không sau đấy chúng mình sẽ dùng lời văn của chúng ta diễn đạt lại về cái ý hiểu của chúng ta về vấn đề đó thôi vậy thì suy cho cùng cái phần giải thích sẽ được hiểu đó là gì ạ phần giải thích ở đây sẽ được hiểu đó là chúng ta sẽ đi làm đơn giản hóa cái vấn đề đó theo quan điểm của chúng ta và diễn đạt lại thể hiện lại bằng cái lời văn của chúng ta đúng không tình người được hiểu là tình cảm giữa con người với con người là sự đối đãi tử tế tận tâm xuất phát từ tình yêu thương chân thành thế thì các em hoàn toàn có thể đi theo công thức từ khóa của vấn đề nghị luận được hiểu là sau đó kết hợp với phần giải thích ở đây, ok chưa ạ? chú ý nhá. sau đó chúng ta sẽ tiến hành phân tích bàn luận này. đấy, thêm một lần nữa tôi khẳng định cho cái cái quan điểm của tôi, nhá, đó chính là, đây, đó, ở đây thay thế cho gì? thay thế cho tình người ở cái câu trên, đây là cái phép thế thôi, không có gì phức tạp cả, chỉ là một cái phép thế để chúng ta liên kết các câu trong một đoạn thôi, đúng không? đây thì mình sẽ có nhá đó chính là nguồn gốc sức mạnh lớn lao để con người vượt lên nghịch cảnh bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu lập luận này chúng ta sẽ bắt đầu đi lập luận nhé trước tiên nó ảnh hưởng tới với mỗi cá nhân nhé tình người như đôi bàn tay nhỏ đem đến sự ấm áp xoa dịu những mất mát và tiếp thêm nghị lực cho con người trong hoàn cảnh khó khăn trong những phút giây tăm tối của cuộc đời nó chính là sợi dây gắn kết con người với con người tạo ra một khối đại đoàn kết trong cộng đồng từ đó xây dựng một cộng đồng văn minh và tràn ngập tình yêu thương hơn vậy giữa những ngã rẽ tình người chính là ngọn nến soi đường cho mỗi cá nhân để họ có ý thức sống tốt hơn và hướng về những điều tốt đẹp đó ví dụ là như vậy thì có nghĩa là thường khi mà chúng ta làm những cái đề về vai trò về sức mạnh về tầm quan trọng về ý nghĩa được không ạ à về gì nữa về sự cần thiết thì bao giờ chúng ta cũng sẽ thường triển khai là nó tác động tới mỗi cá nhân như thế nào và nó tác động tới cộng đồng ra sao từ việc nó tác động đến với mỗi cá nhân ok chưa thế xong chứng minh này chứng minh thì phải đưa ra dẫn chứng đúng không ạ à? nói đến sức mạnh của tình người tôi chợt nhớ về đợt mưa lũ lịch sử tại miền trung và câu chuyện về chàng trai sứ nghệ nguyễn quân dũng rong ruổi chạy xe dọc ba tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng Nam để tiếp tế lương thực cho đồng bào đang bị cô lập. Và chính hành động đầy tình người đó đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trong đợt lũ lịch sử. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mình cũng phải thể hiện được rằng là a à, cái, cái việc làm của anh Nguyễn Quân Dũng là một cái việc làm xuất phát từ tình người. Và chính cái điều đó nó đã mang lại sức mạnh cho những cái con người đang gặp khó khăn chính là đồng bào miền Trung và giúp họ có thêm cái động lực để sức mạnh để vượt qua cái khó khăn ấy kiểu như vậy. Thì đấy mới là chứng minh các em nhá, vừa là phải nêu ra dẫn chứng nhưng cũng phải vừa phân tích dẫn chứng để chúng ta thấy được cái tính phù hợp của dẫn chứng với vấn đề. Ok chưa ạ? Đồng ý chưa ạ? Nhá, chú ý giúp chị là như vậy. Rồi, sau đó này, chúng ta sẽ liên hệ bản thân đối với riêng tôi càng hiểu hơn về tình người tôi càng cần phải trân trọng những tình cảm yêu thương mình nhận được và cũng sẽ lan tỏa những tình cảm ấy cho mọi người xung quanh có nghĩa là nếu như đối với tình yêu thương tôi nhận được tình người tôi nhận được thì tôi sẽ trân trọng còn lại đối với bản thân tôi thì tôi cũng sẽ chia sẻ những điều tôi có thể cho mọi người xung quanh mình rất là đơn giản thôi đừng có phức tạp vấn đề lên và cuối cùng kết đoạn nhiều khi chúng ta cứ kiếm tìm định nghĩa về thứ gì đẹp nhất ở một nơi xa xôi, nhưng lại không nhận ra tình người chính là hai chữ đẹp nhất trên đời. Ví dụ như vậy. Ok không ạ? À? Đề này thì chị nghĩ là không cần phản đề, chúng ta cứ thống nhất đi theo một cái quan điểm nhất quán thôi. Được không ạ? À? Như chị đã nói rồi, đề bài không hề có chỗ nào yêu cầu chúng mình phản đề cả. Có chăng là ở đây chúng ta sẽ sử dụng các cái thao tác lập luận để làm gì ạ? À? Để chúng ta gì À ngắn gì nữa, em viết vào cũng quá hai phần cũng khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi thôi. Chỉ như vậy thôi em ạ, à. chứ em đừng đừng có viết lố quá. Nhi ạ, à, em đừng viết lố quá, làm sao mà chúng ta nêu bật được cái vấn đề đó thôi. Nhá, làm sao mà chúng ta nêu bật được cái vấn đề đó thôi. Ok chưa nào? Rất là ngắn gọn đúng không? Đề bài có hỏi biểu hiện đâu mà nêu biểu hiện à em. Đề bài chỉ hỏi về sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách thôi mà nếu mình nêu thêm phản đề không sao cả miễn là em có được một cái sự diễn đạt hợp lý thôi nên đừng lo lắng quá về việc là tôi có cần phải phản đề không tôi có cần phải làm cái này không có cần phải làm cái kia không mà bản chất của vấn đề ở đây như chị đã nói là chúng ta sử dụng cái gì là chúng ta sử dụng cái gì ạ à? chúng ta sử dụng những cái thao tác lập luận một cách linh hoạt và dựa vào những cái thao tác lập luận đấy để chúng ta bảo vệ cho quan điểm của chúng ta nêu ra một cái quan điểm đúng đắn và nhất quán đưa ra một cái phần bài viết thuyết phục và thể hiện được đầy đủ những cái đó ok chưa nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá rồi thì đấy chính là cái phần nội dung mà chị muốn trao đổi cùng với các em trong buổi tối ngày hôm nay chị rất là hy vọng là các em cũng đã có thể một lần nữa được ôn lại nhá chị cũng rất mong là các em đã thêm một lần nữa được ôn lại về cái cấu trúc của nghị luận xã hội và nhớ nha làm gì thì làm cũng phải đảm bảo cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội được không ạ à? nhớ nhá ok chưa nào còn bây giờ thì đi ngủ đi muộn rồi đấy nhá cả ngày mai chị sẽ lại phát chắc là buổi tối ngày mai chị sẽ phát sớm hơn để chị sẽ xem nhá để chị sẽ xem sau đấy thì à, sau đấy thì chị sẽ chủ động à, hẹn lịch cùng với các em để cho các bạn không còn than vãn là chị Yên suốt ngày phát bất ngờ nữa. Nhất trí không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Được không nào? Cảm ơn các bạn. À, chị ui, mai chị lên đọc hiểu nhé. Chị lại định là mai ôn về vợ nhặt. <laughs> chị lại định mai ôn về vợ nhặt cơ. Không biết là các bạn có hứng thú không? À ok <laughs> rồi để chị xem tình hình có gì thì chị sẽ chủ động uh, hẹn lịch cùng với các em cùng với cái phần nội dung chị chuẩn bị nhá được không nào cảm ơn các bạn vì bất cứ khi nào các em cũng à em thích vợ nhặt vợ nhặt vợ nhặt à có à có à rồi nhất chỉ rồi ok ok rồi cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha bye bye.